Mến chào các bạn đến với kênh Cô Thừa Vlog. Chuối chín là đã hết Tết rồi đấy các bạn. Ở quê mình, mỗi lần Tết đến thì mọi người cùng nhau trưng chuối trên bàn thờ để cúng tổ tiên ông bà là chủ yếu đấy các bạn. Thì mình hôm nay chuối chín nhiều rồi, mình lại đinh xuống để phơi. Lần này mình không phơi cắt lát như lúc trước nữa, mà mình ép với các bạn. Chuối sứ, đó là chuối sứ, mình ép nguyên trái để phơi. Thì khí hậu lúc này rất là nắng, mới có vừa qua Tết mấy ngày mà là nắng lắm các bạn. Phơi chuối ép nguyên trái á, có cái hay là ăn ngon hơn nè, rồi mình phơi nó tiết kiệm diện tích hơn. Nhưng nó có cái dở là mình phơi nó tốn thời gian hơn một chút. Rồi bây giờ tới công đoạn mình ép chuối đây các bạn. Mình sử dụng một cái thớt với là một con dao có bảng to để mình ép nó, mình đè nó xuống đó, cho nó dẹt ra rồi bỏ vào kia tủ một miếng lưới để tránh côn trùng, nhất là ruồi. Rồi bây giờ mình quay gần hơn cho các bạn xem này. Đó, mình để cái tay như vậy rồi giữ, rồi mình đè xuống, chứ không giữ cái tay đó là nó trơn, nó trượt, nó văng ra ngoài luôn. Lúc đầu mình làm cũng vậy, mình không có giữ, không biết cách giữ, mình cứ đè cái dao xuống là nó văng ra ngoài, khó làm lắm. Rút kinh nghiệm, mình cho cái tay mình giữ một mép của trái chuối là nó không có bị văng ra ngoài. Rồi bây giờ là ép đã xong rồi đó các bạn. Rồi, nhìn thấy đẹp không? Nhìn xa xa tưởng đâu là bột. Rồi, bây giờ tới công đoạn là mình cho mùng tin phủ lên để mình che côn trùng. Thank you.
Bạn ơi, như vậy là chuối mình phơi đã xong rồi đây nè. Bây giờ mình gỡ bỏ vào đây. Đó. Rồi mình quay gần cho các bạn xem nha. Mình gỡ lên. Gỡ ra nè. Đó. Rồi. Đây là chuối này, đợt này mình ép cho các bạn, ép nguyên trái nè. Đó, bây giờ là như thế này. Hơi nắng quá nữa. Đây là nó. Đây các bạn, đó. Ép nguyên trái nên nó như thế này. Còn nó to lắm á. Và bây giờ nó teo lại rồi, có một số cháy này các bạn. Đó. Nắng quá nó có đường á, nó sẽ cháy. Nó cũng bị cháy nè. Đó. Rồi bây giờ mình gỡ lên. Gỡ từng miếng lên nè. Gỡ lên. Đây, mình gỡ ra xong rồi đây các bạn. Mang găng tay bảo y bóng bây giờ mình gỡ nè. Đó. Thành 2, 4, 6, 7 cái 7 chồng. Được 7 chồng mà mình xếp lại một bông hoa 7 cánh, 2, 4, 6, 7 cánh. Đẹp không các bạn? Mình quay gần cho các bạn xem nha. Đó. Một bông hoa 7 cánh. Đẹp không các bạn? Chuối. Chuối ép. Mình không sắc nữa mà lần này mình ép. Công đoạn trước mình ép nhé. Rồi bây giờ mình bỏ vô trong cái hộp. Rồi bây giờ mình cho vô trong cái hộp nhựa này các bạn. Lấy từng cánh hoa bỏ vô. Xếp một cách nào đi. Rồi. Tem tem. Như vậy là mình đã xếp chuối vô hộp xong rồi đây các bạn. Thấy đẹp không? Đó. Từng lát chuối, từng miếng chuối. Đó. Xếp vô. Xếp công kỹ lắm á các bạn. Đó, xếp dựng dựng lên. Cho cái miếng chuối nó nằm ra ngoài, nó dựng lên này đó. Đẹp không các bạn? Rồi, bây giờ mình thử ăn nha. Giờ mình lấy ra một miếng ăn thử, ngon không? Này. Ngon lắm các bạn. Mình nhắc lại một lần nữa là lúc trước mình có làm clip á, là chuối khi mình sau khi mình phơi khô là mình bỏ vô hộp. Như vậy thì đừng mình không có bỏ muối hoặc bỏ đường, thêm đường, rắc đường gì hết á. Nó sẽ lên men và mình sẽ bảo quản không có lâu nha các bạn. Các bạn cứ để nguyên như vậy á. Rồi bắt bạn xếp vô hộp. Rồi để trong tủ lạnh á. Ăn hoài mấy tháng luôn á. Là nó không có mốc, không có gì ha, mà điều nó hơi để lâu thì nó hơi cứng một chút. Miếng chuối ăn rất là ngon đó, không có mốc không có gì hết á các bạn. Thử làm đi, hôm nay mình làm hoài vậy nè. Đó là bí quyết là mình để chuối không mốc. Mình để bây giờ bên ngoài nó cũng khoảng một tuần à, không nó cũng mốc rồi các bạn. Để tủ lạnh thì nó lâu lắm, mình để khoảng có mấy tháng luôn á. Ăn nó vẫn ngon, không có mốc gì hết, nó vẫn tươi như vậy.
Rồi clip phơi chuối lần này của mình đến đây tạm dừng. Nếu thích các bạn nhớ like, comment và đăng ký ủng hộ cô Thừa nhé. Bye bye.